học tập và làm theo các gương đạo đức Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người của Bác. Sau đây tôi xin trình bày nội dung của mình. Trong cuộc đời tôi đã nghe được nhiều câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu. Tôi sinh ra khi người không còn nữa, nhưng những câu chuyện kể về người đã để lại cho tôi biết bao cảm xúc, hình ảnh, tài năng, đức độ của người theo năm tháng vẫn khắc ghi sâu vào trong tim của tôi không bao giờ phai nhạt. Hình ảnh của Bác cứ sáng ngời với tâm hồn Việt Nam và trong trái tim nhân loại, nghĩ đến Bác là nghĩ đến những con người khát khao đã tranh cho tự do, bác ái vô cùng vĩ đại, yêu nước lấy cháy bỏng thương dân đến vô cùng. Yêu nước thương dân, tôn trọng con người là một trong những phẩm chất cao quý nhất, đẹp đẽ nhất của Bác. Tình yêu thương con người của Bác mênh mông như biển cả, sâu thẳm như đại dương, nồng ấm dành cho nhân loại khổ đau. Nhà thơ của Hữu đã viết: Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ông cải lên sâu mọi kiếp người. Vâng, lòng yêu thương, tôn trọng con người của Bác nó không phải chung chung, trừng tượng mà đã có người cụ thể. Tình yêu của Bác từ bao la, rộng lớn, vừa gần gũi, thân thương với từng số phận. Có rất nhiều câu chuyện kể về Bác Hồ, những câu chuyện là một bài học lớn đối với chúng ta. Câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo là một biểu hiện thật xúc động về tình thương yêu con người của Bác. Thế, tối 30 năm dần 1962, đường phố Hà Nội bị mù trong làn mưa bụi. Trời đất ngột, xe ô tô đưa Bác đến cầu phố Yên Thế Tổ thì dừng lại. Bác đến thăm gia đình chị Kiến, một gia đình có nhiều khó khăn. Chồng chị mất sớm, để lại có ba đứa con nhỏ dại. Chị phải làm việc công nhận, gặp việc gì làm việc đó để nuôi các con. Bác cưới vào nhà, chị Kiến mới sửng sốt, có con chị reo lên: "À, Bác Hồ, rồi chạy lại quanh người. Bây giờ chị chỉ như mất sự tỉnh dậy để tớ ôm tròn lấy Bác, vẫn nghi khóc nức nở. Bác đứng lặng, hai tay người nhẹ hút lấy mái tóc chị Chín và chờ cho chị bớt xúc động cùng an ủi. Nằm mới ra tế, Bác để tham chiến sau khi thầy khóc. Cố gắng xúc động nhưng chị vẫn không ngừng thổn thức, chị nói: Có bao giờ chủ tịch nước lại đến thăm nhà chúng con, mà bây giờ mẹ con chúng con được thấy Bác ở nhà, con mừng quá, xúc động quá, thành ra con khóc ạ." Bác nhìn các cháu và chỉ một cách chiều mến và người ôn tồn nói: "Bác không đến thăm những người như mẹ con thiết thì còn sao hay." Người đến đây các cháu ao ý xoa đầu và sau là thấy chào các cháu và người hỏi tiếp chị Chín: "Chị đang làm gì?" "Dạ, thưa Bác." Chị Chín ngập ngừng: "Thì vẫn chưa có một việc ổn định à?" "Dạ, cháu đã ngồi 30 tuổi, lại khéo văn hóa, kiếm công việc ổn định thì cũng khó ạ." Bác quay lại nhìn ông chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội và Bác hỏi tiếp chị Chín: "Thiết, mẹ con Thiết có bị đó không?" "Dạ, đủ cơ, người cháu cũng tạm đủ ạ." Rồi đến đây, chị Trân, chị Chiến như đơn cơ hướng mắt. Bác nhìn chị Chiến và chỉ vào chứa lớn nhất và hỏi: "Cháu có đi học không?" "Dạ, thưa Bác, con cháu đang học lớp 4 ạ." "Cháu nó vất vả lắm, sáng đi học, chiều về phải trông các em và bánh kem hàng bánh lặng lăng để đỡ đần cháu, thưa Bác." "Dù có khó khăn đến mấy, cháu vẫn cố cho các cháu học hành đến nơi đến chốn ạ." Nghe chị Chiến nói, Bác tỏ ý hài lòng. Bác cần dặn dò về việc học hành chị Chiến vì việc là học hành và làm ăn của các cháu. Trên đường về Hồ Chủ tịch, Bác ngồi trong xe, suy nghĩ bao nhiêu về cuộc sống của chị Chiến. Sau đấy nó chỉ thị cho Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội phải quan tâm đặc biệt đến những gia đình khó khăn như chị Chiến.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, câu chuyện tế lai có thể hiện một hành động một câu chuyện một hành động một cuộc sống đời thường, nhưng mà hết sức là giản dị của bác. Câu chuyện những lời nói tự nhiên của bác Phật Âm Cần nhiều mấy đã cho đi những đã cho đi một cách của bác là một người chủ tịch nước, với là chị Kiếu là một người lao động nông dân bình thường trong xã hội. Câu chuyện người cùng Phật tử của bác và gia đình chị Kiếu và thánh tuổi thật bất ngờ, nhưng đã để lại trong chị một cuộc sống thật bất ngờ. Tình thương yêu của con người của bác nó thật ý nghĩa sâu sắc và đến thứ nhất cho vị trí cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, tình yêu thương con người của bác, tình yêu thương con người của bác luôn. Tình yêu thương của bác có sức mạnh về mình, nó cũng có bao lớp người đã phát về con, vì cuộc sống đem lại hạnh phúc gắn bó cho con người. Trong khu cuộc sống mới hiện nay có rất nhiều tấm gương và xuất hiện về tấm gương thần cù. Đó là toàn cầu sáng tạo trên mọi lĩnh vực vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy tôi đã cùng giáo sư trường tiểu học Hồ Văn Nghĩa đã